Đây là hình ảnh chúng tôi ghi nhận được trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Kỳ Anh vào một ngày giữa tháng 10 năm 2012. Bất chấp lượng người và xe cộ đông đúc, chiếc xe này hết đánh lái sang phải rồi lại đánh sang trái để ngăn không cho xe buýt mà chúng tôi đang ngồi vượt lên vì sợ xe buýt sẽ đón hết khách. 15 phút sau, lợi dụng cung đường hẹp, chiếc xe này đột ngột dừng lại trên cầu Trí, làm ách tắc hầu hết các phương tiện chạy phía sau. Phải mất gần chục phút sau khi cảnh sát xuất hiện nhắc nhở thì nhà xe mới chịu chuyển bánh, giải phóng đường. Tài xế xe buýt cho biết việc chèn ép ngán trở nhau của các xe khách là chuyện cơm bữa. Nếu không biết nhẫn nhịn, họ sẽ phải đón nhận các hành vi manh động. Họ cứ lấy xe, họ lang lách trước hoặc là họ gây sự đập đánh nữa. Thì bản thân tôi là cũng bị đập đánh rồi, vì cùng là vác giáo vác kiếm nó chân xé rồi. Thì như bọn tôi cùng đi làm thì nên là như việc đó phải nhờ đến công ty hoặc pháp luật. Thì bản thân mà tôi tiếng làm chứ được. 8 giờ sáng tại trạm thu phí cầu Rác đang lưu hành, bất ngờ chiếc xe khách này quay ngang chặn lối đi dành cho xe cơ giới. Hàng chục phương tiện bị ách lại phía sau. Thách thức nhân viên trạm thu phí, thách thức các phương tiện lưu hành trên đường. Tài xế của chiếc xe khách này thách thức luôn cả phóng viên khi biết đang bị ghi hình. Trước thái độ hung hãn của tài xế xe khách, cực chẳng đã, nhân viên trạm thu phí cầu Rác đã phải mở lối xe thô sơ để cho các phương tiện cơ giới đi qua. Lại mất hơn 10 phút gián đoạn hành trình, những chiếc xe buýt về đến thành phố chậm tới 30 phút trong sự bức bối của cả tài xế lẫn hành khách. Vừa đi trước thì cả cái xe chờ phía sau thấy lùi phía trước, đứng trước cái đầu này, thấy cái xe dừng lại và như kiểu dùng cái hành động đẹp lắm là thúc vào cái xe này. Trên đường thì hành khách chúng tôi cảm thấy cũng thoải mái lắm. Theo phản ánh của công ty cổ phần xe khách Hà Tĩnh thì tình trạng xe khách chèn ép xe buýt xảy ra gần như liên tục trong ngày và liên tục trên cung đường từ Kỳ Anh đến thành phố Hà Tĩnh. Điều này đã gây tâm lý ức chế cho lái xe, sự bất bình của hành khách và đặc biệt tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Xe dù cho chèn ép này, xảy ra án mạng này, rồi là xảy ra những cái tai nạn khôn lường, mà cái đó là ta phải nên các cơ quan chức năng và các ngành nghề liên quan là nên là có ngăn chặn biện pháp trước, không thì sẽ xảy ra những cái vụ tai nạn mà đáng tiếc. Trở lại với cung đường quốc lộ 1A, đoạn từ huyện Kỳ Anh đến thành phố Hà Tĩnh, những hình ảnh như thế này cho thấy đang có những sự tranh giành hành khách mang yếu tố bạo lực giữa các nhà xe. Và đây không còn là câu chuyện cạnh tranh thiếu lành mạnh giữa các nhà xe, các tài xế, mà còn là sự công khai thách thức pháp luật.